Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Tự làm mặt nạ dưỡng trắng da vượt trội từ gạo, thổi bay hết các vết thâm sạm trên da. Gạo là nguồn lương thực không thể thiếu trong mỗi gia đình người Việt. Ngoài ra, gạo còn là nguyên liệu làm đẹp rất hiệu quả nữa đây nhé. Trên thực tế, có rất nhiều sản phẩm như sữa rửa mặt, toner, mặt nạ được chiết xuất từ gạo. Nguyên nhân là do trong thành phần của gạo có chứa hầu hết các loại vitamin B, vitamin E và khoáng chất thiết yếu giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tẩy tế bào da chết, loại bỏ thâm nám và vết thâm, ngăn ngừa tình trạng da bị sạm đen, mang lại cho bạn làn da tươi sáng không tì vết. Trong video hôm nay, kênh Phái Đẹp sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm mặt nạ dưỡng da trắng sáng như trứng gà bóc từ gạo. Chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé! Để thực hiện phương pháp này, các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một ít gạo. Ở đây mình chuẩn bị khoảng 1/3 bát gạo các bạn nhé. Tiếp theo hãy chuẩn bị thêm cho mình một ít sữa tươi không đường. Bạn nhớ phải chọn loại không đường. Và một ít mật ong nữa. Đây chính là 3 nguyên liệu của chúng ta. Cách để chúng ta làm thì rất đơn giản thôi. Với phần gạo này, đầu tiên bạn hãy đổ một ít nước sạch vào trong bát gạo cho mình. Bạn quấy thật nhẹ nhàng thôi nhé. Sau đó bạn gạn bỏ cái phần nước này đi. Chúng ta gạn bỏ cái phần nước này với mục đích là làm sạch những cái bụi bẩn ở bên ngoài của gạo ấy mà. Gạo sau khi đã vo sơ qua để loại bỏ bụi bẩn ở lớp bên ngoài, tiếp theo thì bạn sẽ đổ sữa tươi vào cho mình. Bạn đổ nhiều vào, đổ làm sao ngập khoảng tầm 1 đến hơn một đốt ngón tay ấy. Tiếp theo thì bạn đảo qua đảo lại lâu lâu một chút để cho các cái tinh chất ở trong gạo sẽ tan vào nước cho mình. Sau khi mà bạn đổ sữa tươi vào trong gạo xong thì bạn đảo qua đảo lại vài lần cho mình. Sau đó bạn bỏ vào trong một cái xoong nhỏ. Bạn nhớ phải rửa thật sạch cái xoong này đi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái xoong này lên trên bếp và chúng ta đun. Bạn thấy không? Hỗn hợp của chúng ta bắt đầu sôi rồi. Trong quá trình bạn đun và khi hỗn hợp sôi thì bạn cứ dùng đũa nguấy thật đều tay cho mình. Bạn nguấy càng nhiều càng tốt. Trong quá trình chúng ta nguấy như thế này thì các cái tinh chất có trong gạo nó sẽ tan ra cái nước sữa này nhiều hơn. Bạn đun sôi trong khoảng tầm 1 đến 2 phút, chỉ cần vậy thôi nhá. Như mình đun sôi khoảng tầm 2 phút đấy. Sau đó bạn cho ra ngoài, đợi cho hỗn hợp của chúng ta nguội bớt đi. Sau đó bạn cho cả sữa tươi và cả gạo vào trong cối xay sinh tố cho mình. Giờ chúng ta sẽ đem xay cái hỗn hợp này. Đây chính là phần gạo và sữa tươi mình đã xay. Tiếp theo bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái khăn xô hoặc là một chiếc dây lọc. Đây mình chuẩn bị dây lọc này. Mình sẽ đổ cái phần gạo và sữa tươi mình đã xay này vào trong cái dây lọc này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành lọc bỏ những cái hạt gạo mà nó còn to. Nó chưa vỡ ra hết được, mình chỉ thu lấy cái phần bột nhuyễn thôi.
Bạn thấy không? Khi mà chúng ta ấn xuống thì những cái phần hạt gạo to nó sẽ ở trên và nó chỉ chảy xuống cái phần gạo đã được xay nhuyễn thôi. Bạn cứ chịu khó làm đi làm lại như vậy để thu được cái phần bột nhuyễn này nhé. Như vậy là trong cái sản phẩm mà chúng ta thu được đây này, cái phần bột nhuyễn này không chỉ có bột gạo đâu mà nó có thêm cả nước sữa tươi đấy các bạn ạ. Bạn cứ nhẩn nha làm hết cái phần gạo mà chúng ta đã chuẩn bị. Như vậy là mình đã làm xong rồi đây. Đây chính là cái phần hỗn hợp mà chúng ta cần. Một là sản phẩm kết hợp giữa bột gạo và sữa tươi. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ cho mật ong vào. Bạn cho vào khoảng tầm 1/3 đến 1/2 thìa mật ong cho mình. Sau đó bạn đánh thật đều tay. Đánh lâu lâu một chút để cho mật ong hòa quyện vào nhé. Và đến đây chúng ta đã xong rồi đấy các bạn ạ. Đây chính là sản phẩm mà chúng ta cần. Với sản phẩm mà chúng ta thu được thì bạn hãy cho vào một lọ nhỏ có nắp, rồi sau đó bạn bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần trong 4 đến 5 ngày. Mỗi một lần sử dụng thì bạn lấy ra một lượng vừa đủ. Sau đó bạn để cho hết lạnh rồi mới dùng. Đầu tiên bạn vệ sinh sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt. Sau đó bạn sử dụng cái hỗn hợp chúng ta vừa mới làm, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Thoa đến đâu thì bạn massage nhẹ nhàng trên khuôn mặt trong khoảng 1 đến 2 phút để giúp cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp mà chúng ta vừa làm có thể thẩm thấu vào sâu bên trong từng tế bào da. Như vậy thì cái hiệu quả dưỡng trắng da của chúng ta sẽ đạt cao nhất. Sau khi thoa và massage xong thì bạn lưu lại hỗn hợp trên da mặt thêm khoảng 30 phút nữa và cuối cùng bạn rửa lại mặt bằng nước mát là xong. Bạn biết không, đã có rất nhiều chị em áp dụng phương pháp này và họ đều rất hài lòng về kết quả mà nó mang lại. Chăm nghe không bằng một thấy, còn chần chừ gì nữa. Bạn hãy ghi chép lại và áp dụng ngay hôm nay để sớm có làn da như ý nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thấy video hữu ích, bạn hãy like, chia sẻ với bạn bè cùng xem, hãy comment ý kiến của mình. Và bạn cũng đừng quên đăng ký kênh miễn phí để thường xuyên được cập nhật những kinh nghiệm làm đẹp hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.